Chào các bạn, hôm nay Điện tử Linh Anh quay lại với các bạn một sản phẩm của Yamaha. Thương hiệu Yamaha thì rất nhiều người biết đến rồi, nhưng mà những cái dòng loa Bluetooth của nó thì gần như là không thân mấy ai để ý đến và biết đến. Thì hôm nay mình giới thiệu các bạn là một cái sản phẩm Yamaha. Sản phẩm này không phải sản phẩm mới, nhưng mà ở cái thời điểm nó ra mắt ấy, thì nó là một cái sản phẩm rất là cao cấp, nhưng lại với những nhiều các cái công nghệ không dây, kết nối Wi-Fi, Spotify, AirPlay, DLNA, rồi chơi nhạc số cao cấp lên là 24 bit, 192kHz. Nó chưa phù hợp ở cái thời điểm ra mắt với mức giá tầm 6 triệu đồng, nhưng mà ở cái thời điểm hiện tại thì mình thấy nó rất phù hợp với cái thời công nghệ nhạc số đang lên ngôi, và giá của nó chỉ tầm khoảng 3 triệu trên 3 triệu, nhưng mà nó mang với trên mình rất nhiều công nghệ, và đó là điểm nhấn. Thì hôm nay mình sẽ thử test nhạc, thử âm thanh để các bạn cảm nhận được một con loa chỉ với mức giá khoảng 3 triệu nó mang lại cho mình được những gì và với những công nghệ gì. Ok, đây là một cái sản phẩm chính hãng của Yamaha được bảo hành 12 tháng, thì hôm nay mình sẽ bóc hộp và mình giới thiệu chi tiết cho các bạn. Ok, sau khi bóc hộp thì mình sẽ thấy ngay ở trên này là nó sẽ hỗ trợ một cái ứng dụng trên cả Apple Store và Google Play, đó là ứng dụng MusicCast của Yamaha, và ứng dụng này bằng tiếng Việt, cho phép các bạn nối nhiều loa cùng một lúc và nối hai loa để tạo thành kênh stereo. Đây là phiếu bảo hành chính hãng của Yamaha này. Ở trong này chúng ta có sách hướng dẫn, thì mình sẽ mở cuốn sách hướng dẫn này để cho các bạn biết thông tin về thông số kỹ thuật của nó. Cái thông số kỹ thuật của nó cũng là cái làm mình ấn tượng nhất với một con loa ở phân khúc giá chưa đến hơn 3 triệu một chút, thì đó là cái mà mình muốn nhắc đến. Ok, con loa này thì các bạn vừa có thể để bàn hoặc vừa có thể treo tường các bạn nhé, và đi theo thiết bị thì đã có sẵn giá treo tường. Này, trọng lượng của con này là khoảng 3 cân với kích thước khá là nhỏ, nhưng được hãng hoàn thiện rất là cao cấp. Và một sợi dây nguồn, trong hộp chúng ta chỉ có sách hướng dẫn nhé, một chiếc loa và một sợi dây nguồn, đó là tất cả những gì trong hộp. Và đây chúng ta sẽ có thông tin kỹ thuật của sản phẩm. Con này chất liệu bên ngoài là nó được hoàn thiện từ nhựa và e căng thép. Đây, e căng này là bằng kim loại và cái phần vỏ này bằng nhựa. Nhưng các bạn nhìn kỹ ở đây thì cái phần nhựa này nó được mài phay, nó giống như nhôm luôn đấy. Có nghĩa là cái phần trên này là nhôm luôn, rất giống nhôm. Và các cái nút này là nút cảm ứng các bạn nhé. Một con loa chỉ phân khúc tầm trên 3 triệu một chút, nhưng có nút cảm ứng này, có kết nối Bluetooth, có kết nối Wi-Fi. Và Wi-Fi của nó thì có hỗ trợ cả AirPlay và DLNA, có thể ghép nhiều loa cùng một lúc hoặc là ghép hai loa để tạo thành kênh stereo. Ngoài kết nối Wi-Fi thì nó còn hỗ trợ một đường dây rắc cắm mạng LAN RJ45 trong trường hợp chúng ta nối mạng LAN để chơi nhạc qua ổ cứng mạng, một dây cắm nguồn. Đó là tất cả những gì được hiển thị ở phía trên sản phẩm đây. Còn thông số kỹ thuật của nó là cái phần mình ấn tượng nên mình sẽ cho các bạn biết luôn. Con này thì Wi-Fi hỗ trợ chuẩn 2.4GHz, và nó chơi nhạc số hỗ trợ khá nhiều định dạng: WAV, FLAC, IFF, AFLAC, MP3, WMA, và AirPlay support lên đến 24 bit, 192kHz. Đó là những cái định dạng mà mình vừa nói qua, và cái chuẩn của nó lên đến 24 bit. Tần số đáp ứng từ 60 đến 20kHz, loa này trọng lượng của nó là 2,2 cân, là trọng lượng của cái loa. Và kích thước là 24, là chiều dài nhất, nhân 15cm là cái chiều phía trước này, và bề dày của nó là 11cm. Đó là kích thước của sản phẩm và thông số kỹ thuật. Bây giờ mình sẽ cho các bạn biết qua về các cái phần thông số kỹ thuật về loa. Ở trong này chúng ta sẽ có một cái loa toàn giải, phần chính giữa đây. Đó, cái loa này khoảng tầm 6cm, và một cái loa twister giải cao ở phía bên này, và phía sau nó thì chúng ta sẽ có một cái passive radiator cộng hưởng tiếng bass. Chính vì vậy với một con loa nhỏ như này nhưng mà nó vẫn mang lại ba giải âm đạt ở mức khá, và cái công suất thì không được hãng công bố, nhưng nếu so với công suất của Onyx Studio 3 và Onyx Studio 4 thì nó phải ngang ngửa, rơi vào 60W. Và con loa này là loa cắm điện, chính vì vậy mà 60W của nó khá là lớn. Và dĩ nhiên ngoài để bàn ra, các bạn còn có thể cậy cái nắp cao su này ra này, và đưa cái hai con ốc này ra để treo tường. Có nghĩa là sản phẩm này có thể treo tường. Thì với cái thiết kế này thì mình nghĩ là treo tường có đẹp hơn là để bàn. Và nếu mình có hai con loa đặt ở hai bên TV chẳng hạn, mà mình treo tường lên thì nó sẽ có cái hiệu ứng âm thanh là stereo hai kênh, chứ không phải là kêu giống nhau. Đó. Và ở phần phía trước này chúng ta có duy nhất 3 đèn, một đèn hiển thị Bluetooth,
một đèn nối hiển thị là nguồn power và một đèn hiển thị wifi, và nút ấn ở đây thì đều là cảm ứng hết. Bây giờ mình sẽ tiến hành cắm điện nguồn để xem sản phẩm mang lại chất âm như thế nào. Ok, và như mọi khi thì cái phần thử nhạc sẽ bắt đầu, nhưng trước khi cái phần thử nhạc để test âm thanh con này thì mình sẽ đưa ra các cái đối thủ cạnh tranh của cái sản phẩm này trong phân khúc tầm trên 3 triệu. Thì chúng ta sẽ có những lựa chọn nào? Chúng ta có JBL Extreme 1, JBL Charge 4 hay là con JBL Pool 3 là con loa đèn. Và một đối thủ rất là nổi tiếng của Hartmann Garden đó là một con Onyx Studio 4. Đấy là ở phân khúc trên 3 triệu một chút. Và ở cái phân khúc giá đó thì mình sẽ, sau khi thử nhạc con này, mình sẽ đưa ra đánh giá cho các bạn về âm thanh của nó, để mà so với những cái đối thủ đó thì nó có những cái điểm mạnh gì và nó có hơn được những cái sản phẩm đối thủ của Hartmann Garden và JBL không. Đó, thì bây giờ mình sẽ thử nhạc ở cả nhạc nhẹ và nhạc mạnh. Bây giờ mình sẽ bắt đầu luôn. Baby, tell me one more piece.